Tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa 15 đã thông qua việc tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Việc này góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đồng thời thể hiện sự đồng hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Để hiểu rõ hơn về chính sách này đối với doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Liên Hưng và là Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. Xin cảm ơn tiến sĩ đã tham gia cuộc phỏng vấn này. Thưa ông, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Quốc hội tiếp tục giảm thuế 2% thuế giá trị gia tăng thì đối với các mặt hàng cũng như dịch vụ trong nước, thì theo ông thì cái việc giảm thuế này có tác động như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Sóc Trăng thưa ông? Theo tôi được biết, để phục hồi và kích cầu phát triển kinh tế xã hội thì từ năm 2022 đến nay nước ta đã có 4 lần giảm thuế giá trị gia tăng. 3 lần trước thì chính sách này đã phát huy rất là hiệu quả, đã góp phần giúp cho nền kinh tế phục hồi sau khi gặp quá nhiều cái khó khăn từ đợt dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế. Hiện nay đó thì kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục một cách rất là tích cực. Việt Nam chúng ta được cộng đồng quốc tế đánh giá là một quốc gia có tốc độ phục hồi kinh tế sau suy thoái khá tốt. Vì thế, cái nghị định số 72 ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế VAT theo cái nghị quyết 142 của Quốc hội là giảm 2% thuế VAT với một số nhóm mặt hàng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2024 là vô cùng cần thiết và kịp thời. Tôi đánh giá cái chính sách này sẽ đem lại nhiều cái động lực tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Việc này sẽ kích thích cái chi tiêu và góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP. Vì khi chúng ta mà giảm thuế VAT thì sẽ kích thích được cái người tiêu dùng, rồi mua sắm được nhiều hơn. Các cái doanh nghiệp sẽ bán được hàng và có cái nguồn tiền để quay cái vòng tiền cũng như để đầu tư để sản xuất. Còn đối với các cái doanh nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng chúng ta đó, thì như các đồng chí cũng biết là tỉnh hầu hết là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, rồi sản xuất kinh doanh trong các cái lĩnh vực là nông nghiệp, rồi thủy sản, chế biến. Vì vậy đó, cái việc mà giảm 2% thuế VAT mang cái ý nghĩa rất là tích cực. Cái việc giảm thuế này sẽ là giảm cái chi phí trực tiếp cho cái người tiêu dùng và thúc đẩy mua sắm trong nước. Rồi khi bán được hàng thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển cũng như tiếp tục tái sản xuất kinh doanh của mình. Bên cạnh đó đó, thì việc giảm thuế VAT đối với những cái nguyên vật liệu phụ tùng rồi thiết bị cũng giúp cho các cái doanh nghiệp là chi phí đầu vào được giảm, rồi doanh nghiệp có cái dư địa để giảm giá, vừa chia sẻ với người tiêu dùng và vừa tăng cái sức cạnh tranh trên thị trường cả trong nước và quốc tế. Ông có nhận định như thế nào về cộng đồng doanh nghiệp trong cái bối cảnh hiện nay khi mà có nhiều cái chính sách thuận lợi cũng như là nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi? Tôi cho rằng từ cái thời điểm mà Zero Covid và kinh tế của chúng ta bắt đầu phục hồi sau cái dịch bệnh cho đến nay thì Đảng, rồi nhà nước, Quốc hội đã có rất nhiều cái chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Từ việc là giãn thuế nè, rồi tiền thuê đất nè, đến cái chính sách là cấp vốn ưu đãi, rồi giảm thuế phí. Điều này thể hiện là Đảng, nhà nước, Quốc hội luôn đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp. Những cái chính sách mà phục hồi đó thì giúp cho nhiều cái doanh nghiệp có cái động lực để vượt qua cái khó khăn, để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Mỗi cái doanh nghiệp đều là tế bào của nền kinh tế. Mà muốn nền kinh tế phát triển bền vững thì cộng đồng doanh nghiệp
của chúng ta phải phát triển bền vững. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà nền kinh tế đang phục hồi như hiện nay đó, đây là một cái thời điểm rất là nhạy cảm. Mỗi một cái chính sách mà đưa ra đều tác động rất là lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Những cái chính sách thuận lợi đó sẽ tác động tích cực lên cái khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Tôi cho rằng không chỉ doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng mà cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước đều được hưởng lại từ các cái chính sách đó. Tôi tin rằng với cái việc mà chính phủ tiếp tục giảm 2% thuế VAT từ ngày 1 tháng 7 thì sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có thêm động lực, có thêm cơ hội để hồi sức và sau một cái thời gian dài gồng mình đối mặt với những cái khó khăn. Đặc biệt là các cái doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Sóc Trăng chúng ta nói riêng, thì tại cái khu vực này hầu hết các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cái lĩnh vực nông nghiệp rồi chế biến thủy hải sản, các cái chính sách đó sẽ tác động trực tiếp đến những cái mặt hàng mà các cái doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh. Để cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, hỗ trợ đắc lực cho nền kinh tế xã hội, thì theo ông thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần có những chính sách như thế nào và hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh sẽ quan tâm vào điều gì nhất, thưa ông? Tôi cho rằng để doanh nghiệp mà phát triển bền vững, hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội địa phương, thì đầu tiên chính quyền địa phương của chúng ta phải đưa ra những cái chủ trương, các cái chính sách mang tính chất bền vững và một cái tầm nhìn dài hạn. Hiện nay thì chúng ta đã có quy hoạch của tỉnh Sóc Trăng, rồi nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ của tỉnh Sóc Trăng cũng đã đưa ra là phương hướng phát triển tỉnh một cách bền vững, lâu dài. Thậm chí là mới đây thì tỉnh Sóc Trăng đã thể hiện sự cầu thị khi bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn ký kết luận về việc sửa đổi khoản 7, mục 4, nghị quyết 03-2023 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Chúng ta chấp nhận là sửa cái nghị quyết ban chấp hành đảng bộ tỉnh để thu hút nhà đầu tư. Đây là những cái quyết định tôi cho rằng rất đáng hoan nghênh của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chúng ta. Và với cái việc này thì tỉnh đã tháo gỡ những cái khó khăn, các cái vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp và các cái nhà đầu tư. Đây là một cái điều mà cộng đồng doanh nghiệp chúng ta luôn ghi nhận. Và đặc biệt là chưa dừng lại ở đó thì lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh còn liên tục có những cái hành động quyết liệt, thiết thực để kết nối giao thương. Như các đồng chí đã biết đó, cách đây không lâu thì chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ông Trần Văn Lâu đã chủ trì cái buổi họp mặt là kết nối giao thương tại tỉnh Sóc Trăng với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoa Tường, và hơn 50 doanh nghiệp, các cái tập đoàn lớn của Trung Quốc. Tại cái buổi kết nối giao thương này đó thì các cái doanh nghiệp ở Sóc Trăng và các cái doanh nghiệp Trung Quốc đã có cái cơ hội để trao đổi thông tin hướng đến cái sự hợp tác sau này. Và đặc biệt nhất là mới đây là đồng chí bí thư tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cùng lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh và các doanh nghiệp của tỉnh Sóc Trăng đã có cái chuyến đi kết nối giao thương tại Bắc Kinh rồi tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Chuyến đi này là cũng đã mở ra những cái dư địa trong việc hợp tác giữa doanh nghiệp ở hai tỉnh và mở rộng thị trường xuất khẩu cho cái nông sản của tỉnh Sóc Trăng chúng ta. Hiện nay đó thì điều doanh nghiệp của tỉnh Sóc Trăng chúng ta quan tâm nhất đó chính là cái nguồn vốn để phục hồi, để duy trì sản xuất kinh doanh. Trong các cái buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh
và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đã rất nhiều lần đề nghị là các cái ngân hàng quan tâm rồi xem xét vấn đề này. Bên cạnh đó là vấn đề thủ tục hành chính. Và những năm qua thì với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, rồi hội đồng dân tỉnh, rồi ủy ban dân tỉnh, thủ tục hành chính tại tỉnh Sóc Trăng của chúng ta cũng đã có sự chuyển biến rất là rõ rệt. Đặc biệt là khi ủy ban dân tỉnh tổ chức cái buổi cà phê doanh nhân doanh nghiệp thứ bảy tại nhà ăn của ủy ban dân tỉnh, thì các cái doanh nghiệp có thêm cái cơ hội để tiếp xúc, để trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các sở ngành. Đây là một cái điều kiện rất tốt để các cái doanh nghiệp đưa ra những cái ý kiến, các cái vướng mắc, những cái khó khăn của mình và được lãnh đạo tỉnh giải đáp một cách cụ thể, nhanh gọn. Xin cảm ơn ông đã thực hiện cuộc trao đổi này. Xin cảm ơn tiến sĩ.